Thưa anh chị em, bắt đầu từ ngày hôm nay thì vào mỗi thứ hai lúc 6 giờ sáng, chúng tôi sẽ đến với anh chị em để cùng học một câu kinh thánh một tuần. Cùng nhau chúng ta sẽ khích lệ và giữ nhau trong sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Để bắt đầu cho buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đọc với nhau và học với nhau lại một câu kinh thánh rất là quen thuộc với mỗi người chúng ta, nhưng rất là quan trọng. Câu kinh thánh nói về sự thờ phượng ở trong Giăng đoạn 4. Câu gì ạ? Câu 23. Giăng đoạn 4 câu 23 nói rằng giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Lời của Chúa nói rằng là giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Đó là những người thờ phượng mà Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm. Người thờ phượng mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm, đó là người thờ phượng với hai điều. Chúng ta cần cả hai điều này để thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Thờ phượng Chúa bằng tâm linh và chân lý có nghĩa là gì? Chân lý là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều biết điều đó. Kinh Thánh là lời của Ngài. Chúng ta cần lời của Chúa làm nền tảng cho đời sống của chúng ta mỗi ngày. Bạn đã đọc Kinh Thánh buổi sáng này chưa? Lời của Chúa đã có trong anh chị em chưa? Cầu xin lời của Ngài luôn luôn là kim chỉ nam cho mỗi đời sống của chúng ta, để khi chúng ta thức dậy, chúng ta tìm kiếm lời của Chúa. Điều thứ hai đó là thờ phượng Chúa bằng tâm linh. Tâm linh đó là sự tương giao giữa linh hồn của chúng ta với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài nếu chúng ta không có sự dẫn dắt, đồng hành của Đức Thánh Linh với chúng ta mỗi ngày. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã cầu nguyện để Đức Thánh Linh đồng hành với chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm hay chưa? Trong tất cả những suy nghĩ, trong lời nói của chúng ta hay chưa? Hãy cầu xin Chúa rằng Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài đến và ở cùng đồng hành dẫn dắt đời sống của con ngày hôm nay. Xin lời của Chúa làm kim chỉ nam những gì con học ở trong lời của Ngài. Xin Thánh Linh giúp cho chúng con nhớ lại điều đó, để chúng con thực hành lời của Chúa trên đời sống của chúng con, để chúng con trở thành những người thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Hãy có lời của Chúa, hãy có Thánh Linh của Ngài để trở thành người thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho mỗi anh chị em trong năm mới này 2021 sẽ trở thành người thờ phượng mà Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm. Người mà có lời của Đức Chúa Trời, người mà có Thánh Linh của Ngài ở cùng dẫn dắt, để anh chị em trở thành một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy lời của Chúa, trở thành người thờ phượng được ơn, bày tỏ ơn đó ở trong mỗi nơi mà anh chị em đi đến, không những trong hội thánh của mình, không những trong ban hát, ban đàn, ban nhạc của mình, trong mục vụ mà mình đang hầu việc Chúa, nhưng sẽ trở thành một người thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời và bày tỏ danh của Ngài ở bất kỳ nơi nào mà anh chị em đi đến. Xin hãy cầu nguyện với tôi sang ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành một người thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Cho chúng con học biết lời của Chúa càng hơn. Xin cho chúng con cầu xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy chúng con mỗi ngày, để giúp cho chúng con trở thành một người mà Chúa ơi, trong hành động, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm của chúng con, kể cả những gì môi miệng chúng con ca hát mỗi ngày, sẽ là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa giúp cho chúng con, mỗi một chúng con, mỗi một anh chị em chúng con, ngay cả bản thân của con Chúa ơi, trong năm 2021 này sẽ trở thành người thờ phượng mà Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho anh chị em trong một ngày mới, trong một năm mới. Đừng quên rằng mỗi buổi sáng thứ hai lúc 6 giờ chúng ta có hẹn để học lời Chúa với nhau về sự thờ phượng. Chúa cùng Ngài ban ơn cho anh chị em.